Bệnh của cậu phải hết sức cẩn thận, không được làm việc nặng nhọc, cần nghỉ ngơi nhiều, khám và uống thuốc đều đặn. Nói chung là cũng khá tốn kém, nên gia đình cần phải chuẩn bị kinh tế. Sao lại là tôi cơ chứ? Tôi muốn uống nước. Vậy cô chủ đợi tí, tôi sẽ đi mua ngay. Làm sao vậy? Tiếng kêu của nó không bình thường. Bu ạ! Mù thì sao? Không, ý tôi không phải là vậy đâu. Toàn, sao anh lại ở đây? Là anh à? Sao? Thấy tôi mù nên anh coi thường tôi đúng không? Không phải, không phải như vậy đâu. Thôi, tôi và anh cũng không còn gì để nói nữa. Bỏ ra! Tôi không cần ai ở bên cạnh hết. Người cút hết đi, tránh ra. Ok, cô chủ. Anh Hiếu, Dương bị làm sao vậy ạ? Chuyện này anh cứ nói với tôi đi. 2 năm trước cô ấy vẫn bình thường mà. Dương bị tai nạn xe, giác mạc cô ấy có vấn đề nên là không thể nhìn được. Nhưng mà tại sao Dương lại bị ngã xe ạ? Tôi xin lỗi cậu, chuyện này tôi không thể nói được, mong cậu thông cảm. Anh Hiếu, tôi xin anh đấy, anh kể cho tôi nghe đi. Ai? Là ai? Ai? Tại sao lại không trả lời? Tôi... Bố tôi lại thuê bác sĩ hay là phụ tá khác sao? Dạ vâng, tôi là phụ tá thôi ạ. Dương không chấp nhận được việc cậu lừa dối cô ấy rồi chia tay, nên lúc lái xe, đầu óc không tỉnh táo đã bị tai nạn. Bác sĩ nói mắt Dương cần chờ có giác mạc thích hợp để thay thế. Nhưng Dương càng ngày càng chán nản tuyệt vọng, thuốc cũng không uống, tự hành hạ bản thân. Đi về đi, về đi. Tôi không cần ai hết, cô hết cho tôi. Đi về đi, trời ơi, tôi không cần ai hết. Dương, cô hãy bình tĩnh, để tôi đưa cô vào nhà nghỉ ngơi. Nói người đó, đi ngay cho tôi không cần ai hết. Được rồi. Alo, em đang ở đâu đấy? Có chuyện gì với anh? À, anh mới có lương nên mua tặng em một chiếc áo. Em đang ở đâu để anh mang tới? Em đang ở trường ôn thi. Đợi thi xong thì mới gặp được anh chứ. Chứ gặp rồi lại nhớ không tập trung ôn thi được đâu. Ừ, vậy thì em cứ ôn thi đi. Bao giờ thi xong thì mình gặp nhau sau. Mà này, ôn thi tốt nhá. Vâng. À mà anh mới nhận lương phải không? Ừ, anh mới có lương. Anh chuyển tạm cho em 3 triệu được không ạ? Tháng này em thi lại mấy hôm rồi mà em không dám nói cho bố mẹ. Được rồi, tí anh chuyển ngay cho em. Yêu anh nhất luôn. Có chỗ nào đi vệ sinh không nhỉ? Mãi làm việc quá, nhịn mấy tiếng đồng hồ.
này, sao nghe lời bố mình thế không biết được. Tự do đi chơi cũng không được. Không được, mình phải tìm cách cắt đuôi trốn anh ta mới được. Có cách rồi. Ô, đồ của mình đâu? Vừa mới treo ở đây cơ mà. Hở ra cái gì là mất cái đó. Bực mình thế không biết. Quái lạ thật. Cô ấy đi đâu rồi nhở? Ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy. Quả này chủ tịch mà biết thì cháu mình không xong mất. Mày có cách này hay thật đấy. Wow, không khí mùa đông thật là trong lành, mát mẻ quá. Trả lại áo cho tôi. Anh nói cái gì đấy? Áo này. Đây là áo của tôi mua đấy, sao cô lại ăn cắp? Anh nói linh tinh cái gì đấy? Áo nào là áo của anh? Áo này là áo của tôi cơ mà. Đây là áo của tôi, cô cởi ra đi. Đây rõ ràng là áo nữ. Anh là đàn ông mà. Anh biến thái à? Cô đừng có bằng cãi nhá. Áo này tôi vừa mua xong đấy, cô trả lại đây. Anh thử hỏi mọi người xem, xem có ai tin đây là áo của anh không? Đã ăn cắp lại còn la là cả. Cô trả lại không thì bảo. Anh định làm gì? Làm gì à? Cởi ra. Tôi không cởi đấy. À, không cởi chứ gì. Anh không cởi. Anh. Cô tha cho cô đi nhá. Từ lần sau đừng quan cắp nữa. Cái gì? Dám nói là mình ăn cắp à? Anh, đừng để tôi gặp lại anh lần sau. Đúng là cái đồ đáng ghét. Chỉ vì một cái áo mà đối xử với con gái nhà người ta giữ đường giữ chợ như thế. Đừng để tôi gặp lại anh nhá. Cô chẳng qua chỉ lợi dụng tôi lúc cô cần thôi đúng không? Ừ. Cô nói đi, nó là thằng nào? Tại sao cô nói với tôi là cô đang bận ôn thi ở trường cơ mà? Bây giờ cô lại cùng với nó đi vào nhà nghỉ à? Tôi nói dối anh đấy, thì làm sao? À, cô! Anh nghĩ tôi yêu anh thật à? Đồ điên! Chỉ có đồ điên mới yêu loại người như anh. Một thằng shipper nghèo hèn. Vậy hóa ra những năm qua tình cảm của cô chỉ là giả tạo thôi à? Ừ, đúng đấy. Thì sao? Hả? Cô chẳng qua chỉ lợi dụng tôi lúc cô muốn tôi đúng không? Đấy là do anh quan tâm, tự nguyện thôi. Chứ tôi đâu có ép anh đâu, đúng không? Vậy còn tiền học những năm qua thì sao? À, tiền học đấy thì coi như là tiền phí đi. Coi như anh làm bạn trai của tôi mấy năm qua, trả cho tôi là được. Chứ anh nghĩ xem làm gì có cô gái nào xinh đẹp để làm bạn gái của anh đâu, đúng không? Tôi nói thật ấy, đi bên cạnh anh tôi thấy xấu hổ cực kỳ luôn ấy. Đúng là cái loại đàn ông ngốc, bị lừa tình cảm như thế rồi mà còn không nhận ra nữa. Đáng đời. Cô thật là trơ trẽn. Cô lợi dụng tôi, lừa gạt tình cảm của tôi như vậy à? Một thằng shipper nghèo hèn như anh ấy, anh lấy gì đảm bảo cho tôi, lo cho tương lai của tôi mà đòi yêu tôi hả? Bây giờ tôi có thằng khác có điều kiện tốt hơn thì dĩ nhiên tôi phải khác chứ. Anh đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Loại người như anh ấy không xứng với tôi đâu. Cũng đừng bao giờ năn nỉ quay lại với tôi nữa. Tôi cũng không bao giờ quay lại với cô đâu, dù cô có năn nỉ tôi. Anh nói cái gì cơ? Tôi năn nỉ anh á? Là con gái rẻ tiền như cô, chỉ cần tiền là mua được như cô, không xứng với tôi mới đúng. Anh... Ôi! Đồ đáng khinh. Cô nghĩ mình là ai mà dám lăng mạ người khác, trong khi nhân phẩm của cô ấy chỉ đáng ở dưới chân họ. Cô là ai mà đứng đây để lên mặt với tôi hả? Tôi là ai á?
tôi là con gái, nhưng mà tôi không bẩn thỉu và vô liêm sỉ như cô. Tôi là đại tiểu thư, nhưng mà tôi thầm thương và theo đuổi anh ấy. Anh ấy là một người có tài, tôi chắc chắn rằng trong tương lai anh ấy sẽ là người thành đạt. Cô ta đã không còn là người yêu của tôi nữa. Từ bây giờ, người yêu tôi là em. Mình làm sao thế này? Nụ hôn đầu của mình sao lại thành ra thế này? Cảm ơn cô đã ra mặt. Tôi... Cô gì ơi? Cô gì ơi? Cô có làm sao không? Mình lại chết đi được. Sao anh ta cứ lẽo đẽo theo mình thế? Cô gì ơi? Thật sự là cô không sao chứ? Alo, em nghe đây. Anh chuyển tiền cho em rồi à? Nhưng mà anh không được để cho vợ anh biết đâu nhá. Không là có chuyện đấy. Dạ, vâng, vâng. Đương nhiên là em cũng nhớ anh rồi. Chẳng lẽ cô ta cặp bồ với người có vợ rồi à? Thôi đúng rồi, ăn mặc tiểu thư thế này lại còn nhớ vợ nhớ chồng người ta, còn lén lút chuyển tiền nữa. Rồi, cặp bồ chắc chắn luôn. Thật là đáng tiếc cho một người xinh đẹp như cô ta. Nhưng mà thôi, như vậy càng dễ cho mình, đỡ phải khó xử. Khoan đã. Lúc nãy ai cho phép anh hôn tôi? Lúc đó là tôi bí quá cho nên tôi mới làm như vậy thôi. Thật sự là tôi không cố tình đâu. Anh phải chịu trách nhiệm cho cái hôn đó. Cả việc anh dám cởi áo tôi ngay giữa đường giữa phố nữa. Chuyện cái hôn là tôi sai, tôi xin lỗi cô. Nhưng mà chuyện cái áo nhá, là cô ăn trộm của tôi trước đấy. Anh còn nói nữa à? Thôi được rồi, coi như là tôi trả tiền cho cô là xong chứ gì. Chắc là cô đang cần tiền đúng không? Cần thì sao? Đây, cô cầm lấy. Đây là số tiền tôi đền bù cho nụ hôn của cô. Anh trả cho nụ hôn của tôi bằng số tiền lẻ này á? Chứ còn sao nữa, tôi tính cả rồi, 100.000 đấy, bằng gần nửa ngày công tôi đi làm rồi đấy. Thế là xong nhá, tôi đi làm đây. Anh... Cái gì cơ? Anh ta trả cho nụ hôn đầu của mình bằng 100.000 tiền lẻ này á? Đồ khốn kiếp! Tiểu thư Dương ơi, tiểu thư Dương, cô có biết là tôi tìm cô từ sáng đến giờ mệt muốn chết không hả? Suýt chút nữa bị chủ tịch đuổi việc rồi. Làm ơn, cô đừng gây khó dễ cho tôi nữa, có được không? Anh Hiếu, anh đi điều tra cho tôi thông tin của người kia. Anh chàng shipper kia, để làm gì vậy? Anh ta dám cướp nụ hôn đầu của tôi, lại còn trả giá bằng 100.000 tiền lẻ này nữa chứ. Tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho nụ hôn đầu của tôi. Không thể để rẻ mạt như thế được. Anh... Cái gì cơ? Anh ta... trả cho nụ hôn đầu của mình bằng 100.000 tiền lẻ này á? Đồ khốn kiếp! Tiểu thư Dương ơi, tiểu thư Dương, cô có biết là tôi tìm cô từ sáng đến giờ mệt muốn chết không hả? Suýt chút nữa bị chủ tịch đuổi việc rồi. Làm ơn, cô đừng gây khó dễ cho tôi nữa, có được không? Anh Hiếu,
Anh đi điều tra cho tôi thông tin của người kia. Anh chàng shipper kia? Để làm gì vậy? Anh ta dám cướp nụ hôn đầu của tôi, lại còn trả giá bằng 100.000 tiền lẻ này nữa chứ. Tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho nụ hôn đầu của tôi. Không thể để rẻ mạt như thế được. Dạ vâng, em đang ở sảnh rồi ạ. Dạ vâng, 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 ok chị. Cậu là Phan Toàn. Anh là ai đấy? Có người cần gặp cậu. Ai? Gặp tôi làm cái gì chứ? Mong cậu hãy hợp tác. Các người một cười đặt. Tôi nhiều việc lắm. Anh phải nói rõ xem anh là ai, tôi mới đi theo anh được chứ. Không nói rõ thì thôi, không đi đâu, tôi nhiều việc lắm. Vậy thì xin lỗi cậu. Ê, anh làm cái gì đây? Đây, 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 đây. Ô kìa, anh đưa tôi đi gặp ai vậy? Ai? Chào cô chủ, tôi đã đưa cậu ấy đến đây rồi ạ. Cô ta là cô chủ của anh á? Vậy là sao? Đây là cô Dương, con gái chủ tịch của tập đoàn FVM, cũng là chủ tịch tương lai luôn. Cô ta là người thừa kế của tập đoàn FVM thật á? Sao? Ngạc nhiên lắm à? Đúng là có ngạc nhiên. Nhưng mà tại sao cô lại muốn gặp tôi? Lại còn cho người bắt tôi đi như vậy nữa? Bắt? Tại vì tôi mời anh ấy không chịu đi, nên là tôi đã... Thôi được rồi, không sao. Vậy làm sao? Cô gặp tôi có việc gì? Chẳng phải là mấy cái chuyện hôm trước tôi đã... Anh còn dám nói chuyện đấy với tôi à? Chuyện đó thì tôi xin lỗi. Thế cô gặp tôi làm gì? Cô Dương từ khi bị cướp mất nụ hôn đầu rồi trả giá 100.000 tiền lẻ thì đã rất tức giận. Là chuyện đó? Tôi không cần biết. Anh phải trả lại danh dự cho tôi. Hôn thì cũng hôn rồi, với cả tôi đâu có biết là đấy là nụ hôn đầu của cô đâu. Không biết ý, không có nghĩa là có thể bỏ qua được. Nếu như người ngoài biết anh trả cho nụ hôn đầu của tôi với 100.000 tiền lẻ thì sẽ như thế nào? Thôi được rồi, cô muốn bao nhiêu cô cứ nói đi. Trước đấy tôi đã từng thề độc là ai mà cướp nụ hôn đầu của tôi thì người đấy phải là bạn trai của tôi. Anh cướp nụ hôn đầu của tôi, vậy nên anh phải có trách nhiệm, chịu trách nhiệm với nó, phải làm bạn trai của tôi và ở bên cạnh tôi 1 tháng. Làm bạn trai cô 1 tháng á? Dạ luôn. Cái gì? Đuổi việc tôi á? Tôi có làm gì sai đâu ạ? Ông kìa. Đấy, tôi thất nghiệp rồi đấy. Chẳng lẽ cô muốn có một thằng bạn trai thất nghiệp cho tôi à? Vậy thì đằng nào cô Dương cũng cần tìm thêm vệ sĩ kiêm trợ lý. Hay là cậu lại làm việc cho cô Dương đi. Vừa ở cạnh làm bạn trai, lại còn có việc làm luôn. Tôi nói như thế có hợp lý không thưa cô Dương? Nghe cũng hợp lý đấy chứ. Cậu đừng chống đối cô Dương nữa. Tôi thấy lương còn gấp 3 lần so với shipper nữa. Thật? Thật chứ? Đương nhiên rồi. Cô Dương này, tôi đồng ý, tôi hứa sẽ làm việc thật tốt. Cả làm bạn trai nữa đấy. Chiếu theo chức vụ, mời tiểu thư dùng bữa. Chiếu theo nhiệm vụ hiện tại, mời em yêu ăn thử. Nhìn chẳng ngon mắt gì cả. Đấy, cô cứ ăn thử đi đã chứ. Những món này của tôi nhá, chứ ai chê bao giờ cả đâu. Ngon thật. Đương nhiên rồi. Đây, tôi thấy là cô nên đi học nấu ăn đi. Học vài món đơn giản thôi, để sau này nhá, còn nấu ăn cho chồng của mình nữa. Chứ suốt ngày phụ thuộc vào người giúp việc với cả vệ sĩ là không được đâu. Tại sao tôi lại phải nấu ăn cho đàn ông chứ? Bởi vì đường đi qua trái tim đàn ông là phải đi qua dạ dày, cô hiểu chứ? Đàn ông nhá, thích những cô gái đảm đang, nấu ăn ngon thôi. Thật á?
Đương nhiên rồi, tôi giấu cô làm cái gì? Thế anh dạy tôi nấu ăn đi. Tôi dạy cô nấu ăn á? Tôi rất thích những món ăn anh nấu, nên là anh phải dạy tôi đi, không nấu không được đâu. Nhưng mà tôi không giỏi chuyện dạy người khác nấu ăn đâu, kỹ năng sư phạm không có. Nhưng mà tôi thấy rất thích những món ăn anh nấu. Anh nhất định phải dạy tôi, nếu không ý, là không được đâu. Thôi được rồi, tôi dạy cô. Giờ cô phải thái hành trước. Đây, thái đi. Tôi không nghĩ nấu ăn lại vất vả như vậy. Không sao, tôi thấy cô cũng có tài nấu ăn đấy. Được rồi, tôi nhất định sẽ học nấu ăn và sẽ nấu ăn ngon hơn anh. Thế cô nấu đi nha, chúc nấu ăn thật tốt. Ta-da! Sao? Nhìn cũng đẹp đấy chứ? Lần đầu cô nấu ăn như vậy là cũng có năng khiếu đấy. Thế anh ăn đi, ăn thử xem món của tôi nấu có ngon không? Tôi ăn á? Anh khen tôi là có năng khiếu mà, thì anh phải ăn món tôi nấu để xem có ngon không chứ. Cô ăn đi, ăn hết đi. Không được. Còn nhiều mà. Anh phải ăn cùng với tôi. Hả? Đây, tôi sẽ cho anh ăn nhiều hơn. Lần này của anh nhá, lần này của tôi nhá. Phải ăn hết đi đấy. Ăn đi. Ui dạ. Ui trời ơi. Ui tôi đau bụng quá, anh nhanh lên có được không? Nấu chứ ai nữa. Ôi dạ, lại nữa rồi. Cậu nhặt lên được không? Nhà có ba cái nhà vệ sinh thôi, một cái nhỏ một cầu, một cái nhỏ khóa cửa. Dường ơi là Dương, năn nỉ cô nhanh giúp tôi với. Dương, từ lần sau đừng có vào bếp đấy nha. Sợ lại còn xem phim ma. Chỉ sợ mới xem chứ. Chắc là ngày thường cô hay làm điều xấu nên bây giờ sợ ma đúng không? Anh nói cái gì? Không đúng sao? Tôi phải dọn cho cô một trận mới được. Để tôi xem lá gan của anh tới đâu mà dám chê tôi. Lạnh quá, chết oan quá, chết oan quá. Sao anh bảo là ai ăn ở xấu thì mới sợ ma cơ mà? Hóa ra anh cũng chỉ là đồ nhát chết. Ơ
chỉ định dọa anh một chút thôi mà. Sao anh lại ngất ra đây thế này? Này, anh tỉnh dậy đi. Dậy đi. Anh dậy đi. Có ai không? Giúp với. Anh hiểu. Thôi chết rồi. Giữa đêm đi làm gì có ai giúp cơ chứ. Làm thế nào bây giờ? Anh tỉnh dậy đi. Xem ra tốc độ tiến triển của hai người. Anh còn cười đấy à? Tiểu thư của anh lắm trò quá đấy. Nhưng mà tôi thấy chưa bao giờ cô ấy vui như vậy đâu. Xem ra cô ấy thích cậu thật rồi. Cậu cũng vậy đúng không? Không, không phải như vậy đâu. Tôi chỉ đoán thế thôi. Mà chiều nay tôi phải vào viện, mẹ tôi bị ốm. Không sao đâu, anh cứ lo việc của anh trước đi. Mà cậu để ý nhá, Dương hay bị tụt huyết áp, nên là cậu phải cẩn thận. Thôi, tôi đi đây. Dương! Dương ơi! Tắm gì mà lâu thế nhỉ? Chết! Thầy có khi nào tắm những cái xỉu ở bên trong rồi không? Lần trước bị ngắt một lần rồi. Dương ơi! Dương! Dương ơi! Dương! À! Là Dương, con gái chủ tịch FVM. Sao lại là Toàn? Sao nó lại quen biết Dương nhỉ? Thân thiết nắm ta nắm tay chân. Đùa. Chẳng lẽ tin đồn mà Dương có người yêu là thật à? Alo. Tôi có một tin rất là bổ ích dành cho anh trước chủ tịch công ty SVM. Cô Dương đang quen một người tên là Toàn. Người này nghèo lắm, đang có âm mưu chiếm đoạt cô Dương và tài sản của chủ tịch đấy. Nếu mà anh không tin thì tôi sẽ cho anh số điện thoại của người yêu nó, yêu 4 năm. Ok. Alo. Bây giờ tôi sẽ lấy số điện thoại của cô cho một người. Bà này, nhớ nói đúng những gì mà tôi đã dặn. Yên tâm đi. Đảm bảo sau khi mà xong việc, tôi sẽ có một vị trí tốt cho cô ở trong công ty nhá. Cậu nghĩ cậu xứng đáng với con gái tôi sao? Tôi sẽ không để cho cậu lợi dụng con gái tôi để cướp lấy cái công ty này đâu. Một là cậu cầm tiền rồi tránh xa con gái tôi ra. Còn nếu vẫn cố tình gặp gỡ con gái tôi thì gia đình cậu ở quê sẽ không yên thân đâu. Thì ra là anh cũng giống như những người đàn ông khác, đến với tôi chỉ vì tiền thôi à? Cô thông minh đấy. Người tôi yêu mãi mãi vẫn là người đó thôi, không phải là cô. Chỉ cần có được công ty của bố cô thì cô ấy sẽ phải hối hận khi đã bỏ tôi. Được, coi như là tôi đã yêu nhầm người. Tôi muốn một mình, cậu đi chỗ khác đi. Dạ vâng.
gì hết. Đáng chết, khốn kiếp. Ai? Là ai? Ai? Tại sao lại không trả lời? Tôi. Bố tôi lại thuê bác sĩ hay là phụ tá khác sao? Dạ vâng, tôi là phụ tá mới ạ. Đi về đi. Về đi. Về đi. Tôi không cần ai hết. Cô đến cho tôi. Đi về đi. Trời ơi, tôi không cần ai hết. Dương, cô hãy bình tĩnh. Để tôi đưa cô vào nhà nghỉ ngơi. Nói người đó. Đi ngay cho tôi. Tôi không cần ai hết. Thôi được rồi, được rồi. Sao lại trở nên như vậy chứ? Cậu thấy rồi đấy. Cô ấy không muốn gặp ai hết. Ngay cả tôi cũng vậy. Cô ấy cũng ít khi cho tôi vào trong nhà. Chẳng lẽ hết cách rồi sao? Mắt của Dương không thể chữa được à? Vẫn chưa tìm được ai hiến rắc mạc cho cô ấy. Nên là cô ấy rất nản chí, không chịu ra ngoài và ít đi chơi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Không phải cậu đâu. Đừng tự trách mình nữa. Không, đều là lỗi của tôi. Tôi không thể để Dương như vậy được. Tôi sẽ chăm lo cho cô ấy. Nếu mà cô ấy biết cậu ở đây, cô ấy sẽ nổi khùng lên đấy. Thôi, đã có tôi chăm sóc rồi, cậu đừng lo. Anh Hiếu, tôi cầu xin anh giúp tôi với. Hãy coi như là tôi là bác sĩ phụ tá mới của cô ấy. Tôi sẽ chăm lo cho cô ấy được mà. Mong anh giúp tôi với. Cô ấy vừa uống thuốc, chắc là ngủ không biết gì đâu. Cậu vào cô ấy đi. Tôi không muốn mình phải ân hận thêm bất cứ một lần nào nữa. Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Mấy ngày hôm nay lạ thật, không giống như mọi khi. Có ai đó ở đây sao? Ai? Là ai đang ở đây? Ai vậy?
Món này cảm giác rất quen. Chiếu theo chức vụ, mời tiểu thư dùng bữa. Chiếu theo nhiệm vụ hiện tại, mời em yêu ăn thử. Nhìn chẳng ngon mắt gì cả. Đấy, cô cứ ăn thử đi đã chứ. Những món này của tôi nhá, chưa ai chê bao giờ cả đâu. Ngon thật. Đương nhiên rồi. Nhanh lên, trời ơi. Anh cố tình có phải không? Tại món ăn cô nấu chứ ai nữa. Món này rất ngon. Sao? Anh là người hôm trước à? Ờ, đúng vậy. Anh bị đau à? Ờ, tôi không sao đâu. Từ lần sau cô phải cẩn thận nhá. Nếu như không có tôi ấy, là cô nguy rồi đấy. Nhưng mà tại sao anh lại giúp tôi? Bố tôi trả nhiều tiền cho anh sao? Không phải. Nếu không phải vì tiền thì là vì lý do gì chứ? Chẳng phải lúc trước tôi đã đánh mắng rồi đuổi anh sao? Không vì gì cả. Tôi chỉ muốn một điều duy nhất thôi, là cô biết quý trọng bản thân của mình và tiếp tục uống thuốc cho ngày mai sáng trở lại. Là bố tôi nhờ anh nói những lời đó với tôi sao? Cô có biết không, ở ngoài kia còn rất nhiều người không còn cơ hội để mắt sáng trở lại, và cũng còn rất nhiều người chỉ mong rằng sống thêm một ngày nữa thôi để có thể làm tất cả những việc mà mình chưa làm. Vậy còn cô thì sao? Cô còn trẻ, cô còn hy vọng mà. Vậy tại sao lại vì một thằng tồi mà làm khổ bản thân của mình chứ? Anh nói cái gì cơ? Sao anh lại biết chuyện này? Ai đã nói với anh? Tôi hỏi anh Hiếu thôi. Tôi biết được đó là tình đầu của cô, nên cô chưa buông bỏ được. Thì ra là vậy. Cô hãy tin tôi đi, mắt của cô nhất định sẽ chữa được. Cô phải sống thật tốt để khiến người đó phải hối hận khi sống lỗi với tình cảm của cô. Đúng vậy, anh nói đúng. Tôi vẫn có hy vọng. Tôi nhất định phải đứng trước mặt người đó để xem hắn sống ra sao và đã trả giá ra sao. Này, còn phía bên kia vẫn là trang trí Noel đấy. Có cây thông Noel này, ông già Noel và nhiều hộp quà nữa. Vậy sao? Vậy... vậy là sắp đến Noel rồi à? Còn một tuần nữa thôi là tới Noel rồi. Anh ta nói với tôi là tới Noel thì sẽ tặng tôi một món quà đặc biệt. Vậy mà tới Noel thì anh ta lại nói với tôi là anh ta chỉ coi tôi là trò đùa. Anh ta chỉ tiếp cận tôi vì những gì bố tôi có. Tại sao hai bọn họ lại đi cùng nhau? Chả nhẽ là yêu nhau à? Cô buồn à? Không sao, dù sao thì tôi cũng quên hết rồi. Ở đằng kia có một quán ăn vặt, cô có muốn thử không? Ừ. Được rồi, cô chờ tôi một lát nhé. Ơ,
Toàn, là Toàn phải không? Đức, lâu lắm mới gặp đấy, đi đâu đây? À, tôi đi lượn đường cái tí à. Sao, ông dọa sao rồi, công việc thế nào rồi? Khỏe không? Ngồi xuống đã. Tôi vẫn vậy thôi, không có gì thay đổi cả. Mà này, tớ nghe nói là Dương bị tai nạn, mắc có vấn đề. Vừa nãy tớ gặp Dương ngoài kia kìa, nhưng mà chắc là Dương không thấy tớ. Mà này, cậu với Dương quyết định quay lại với nhau đấy à? Không phải đâu, Dương không biết là tớ, vẫn nghĩ rằng tớ là bác sĩ phụ tá. Cái gì? Bác sĩ phụ tá sao? Có điện thoại à? Nghe đi thoải mái nhá. Dạ alo, tôi là Toàn đấy ạ. Bác sĩ nói sao cơ ạ? Giác mạc của tôi phù hợp, tôi để thay cho Dương được ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. À, bác sĩ ơi, tôi mong bác sĩ giữ cứu chuyện này giúp tôi ạ. Dạ vâng, chào bác sĩ ạ. Toàn này, cậu quyết định lấy giác mạc của mình cho Dương sao? Cô đợi tôi có lâu không? Tôi không sao. Tôi sợ anh bị làm sao, muốn đi tìm anh. Nhưng mà tôi không dám đi, tại vì lúc nãy anh đã dặn tôi là phải ở im chỗ đó rồi. Tôi thì bị làm sao được chứ. Đây này, toàn những món cô thích thôi. Có nem chua rán nhá, có cả xoài dầm nữa. Sao anh biết tôi thích những món này? À, anh Hiếu vệ sĩ đã kể qua với tôi rồi. Cái anh Hiếu này, cái chuyện gì cũng nói với anh. Có khi nào anh ấy thích anh không? Này, tôi là thẳng đấy nhá. Tôi có bảo anh cong đâu. Cô ấy chỉ dò trên người khác thôi. Đây, cô ngồi xuống đây. Rồi. Nào. Dương nhất quyết không để cho ai chăm sóc, nhưng mà lại để cho Toàn chăm sóc. Và không biết đó là Toàn. Không biết nếu mà mắt Dương sáng lại thì sao nhỉ? Bác sĩ điều trị vừa thông báo đã tìm được người thích hợp hiến giác mạc cho cô. Chúc mừng cô. Anh nói thật chứ? Thật. Chủ tịch nói với tôi là chuẩn bị đồ cho cô sang nước ngoài để điều trị đạt hiệu quả cao nhất. Cuối cùng thì tôi cũng chờ được rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả. Cuối cùng mắt của tôi sắp nhìn lại được bình thường rồi. Chúc mừng cô nhé. Vậy bác sĩ phụ tá của tôi đã biết tin chưa? Anh ấy đâu rồi? Cô muốn gặp cậu ấy à? Tôi rất muốn anh ấy biết tin này. Thực sự tôi cũng rất tò mò, không biết anh ấy ở bên ngoài nhìn như thế nào nữa. Cậu ấy rất tốt bụng và đẹp trai. Anh nói thật á? Tôi cũng đoán là như vậy. Cô đang vui chuyện gì à? Đúng vậy, tôi đang rất vui. Chuyện gì vậy? Kể tôi nghe được không? Anh Hiếu nói với tôi là mắt của tôi sắp nhìn lại được bình thường rồi. Vậy à? Vậy để chúc mừng cô nhé. Cô phải cẩn thận chứ. Có anh ở đây, tôi không cần phải cẩn thận. Không được, đâu phải lúc nào tôi cũng ở cạnh cô được đâu. Từ nay về sau ấy, cô nhớ này, không được hấp tấp, không được vội vàng, nhớ chưa? Anh Hiếu nói với tôi là anh rất đẹp trai. Vậy cô nghĩ sao? Anh là một người tốt bụng. Tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ rất đẹp trai. Thôi, đừng đoán mò nữa. Anh có biết là sau khi tôi biết chuyện đó ấy,
thì tôi cứ nghĩ không biết mình muốn nhìn thấy ai đầu tiên sau khi mắt nhìn trở lại bình thường. Anh có đoán được không? Cô muốn nhìn ai đầu tiên là sao mà tôi đoán được? Là anh đấy. Nhất định anh phải ở trước mặt tôi lúc mà tôi tháo băng mắt đấy. Cô muốn thấy mặt của tôi á? Nhờ có anh mà tôi mới có thêm hy vọng. Cũng nhờ có anh mà những ngày tháng tối tăm của tôi trở nên vui vẻ. Bây giờ chỉ cần một ngày vắng anh là tôi đã cảm thấy lo lắng rồi. Tôi biết anh đối với tôi không chỉ đơn giản là bác sĩ hay phụ tá. Tôi thấy và cảm nhận được sự dịu dàng của anh dành cho tôi. Tôi nghĩ tôi đã yêu anh rồi. Anh phải hứa, anh phải hứa là sẽ ở cạnh tôi lúc đó nhé. Được rồi. Trước giờ tôi chỉ gọi anh là bác sĩ với phụ tá. Tôi chưa biết tên của anh. Tên của anh là gì vậy? Tên của tôi sao? Ừ. Anh cho tôi biết tên của anh đi. Khi nào nhìn thấy lại, em sẽ biết. Không gọi tôi ra. Thì hôm trước đấy, còn đợi nhau một cuộc hẹn. Hôm nay cậu rảnh không? Đi làm đi cà phê. Ok, tôi cũng có một chuyện của cậu đây. Đi, đi. Xong rồi, em mở mắt ra đi. Bác sĩ nói là em sẽ bị choáng ánh sáng một chút. Bây giờ từ từ mở mắt ra nhé. Anh chính là bác sĩ phụ tá sao? Ừ, là anh đây. Xong rồi, em mở mắt ra đi. Bác sĩ nói là em sẽ bị choáng ánh sáng một chút. Bây giờ từ từ mở mắt ra nhé. Anh chính là bác sĩ phụ tá sao? Ừ, là anh đây. Mà này, cậu với Dương quyết định quay lại với nhau đấy à? Không phải đâu, Dương không biết là tớ, vẫn nghĩ rằng tớ là bác sĩ phụ tá. Cái gì? Bác sĩ phụ tá sao? Bác sĩ nói sao cơ ạ? Giác mặt của tôi phù hợp, không thể thay cho Dương được ạ. Tôi mong bác sĩ Dương cứu chuyện này giúp tôi ạ. Toàn này, cậu quyết định lấy giác mặt của mình cho Dương sao? Toàn, ui giời, sao đến đây không gọi tôi ra? Thì hôm trước đấy, còn đợi nhau một cuộc hẹn. Hôm nay cậu rảnh không? Đi làm đi cà phê. Ok, tôi cũng có một chuyện của cậu đây. Đi, đi. Toàn này, cậu quyết định thay giác mạc cho Dương mà không nói cho Dương biết sao? Ừ. Nếu như mà Dương biết, thì cô ấy sẽ không thể sống vui vẻ được. Thế còn cậu, cậu thì sao? Tôi đang có bệnh rồi. Bây giờ có mù đi chăng nữa cũng chẳng sao cả. Nhưng mà bây giờ nhá, cậu đang chăm sóc Dương,
sau này một thời gian dài nữa mắt Dương sáng trở lại rồi, mà Dương không thấy cậu thì sẽ... Hôm đó ấy, tôi thấy Dương không đơn thuần chỉ coi cậu là bác sĩ chăm sóc đâu, mà tôi thấy nó trên cả tình cảm nam nữ cơ. Trời ơi, bị tổn thương một lần rồi, sau này nó mới bị tổn thương nữa. Chính vì vậy, tôi mới nhờ cậu giúp tôi. Tôi á? Tôi giúp được gì cho cậu? Cậu hãy giúp tôi giả vờ là bác sĩ phụ tá lúc Dương mắt sáng trở lại được không? Tôi không biết nhờ ai nữa cả, chỉ còn cậu là bạn thôi. Tôi mong cậu hãy giúp tôi. Căng đấy. Thôi rồi, lần này tôi giúp cậu, coi như là tôi trả ơn cậu cái đợt mà ngày xưa ấy, cậu giúp tôi thời sinh viên ấy. Nhưng mà này, chẳng may tôi làm bác sĩ phụ tá ấy, mà tôi với Dương lại có tình cảm với nhau, thì lúc đấy cậu có làm sao không? Không sao cả đâu, vậy thì càng tốt. Dù sao thì cậu cũng thích hợp với Dương hơn là tôi. Ok, tôi sẽ giúp cậu. Tại sao anh lại phải giấu thân phận của mình như vậy? Vì... Vì sao? Vì anh sợ em nghĩ rằng anh vẫn liên quan gì tới Toàn, nên cố tình tiếp xúc với em, mà anh không được ở bên cạnh em chăm sóc cho em được. Vậy tại sao anh lại muốn giúp tôi? Tôi với anh cũng chỉ là quen biết thoáng qua thôi mà. Vì người con gái bước vào tim anh từ rất lâu rồi chính là em đấy. Nhưng mà anh không biết bày tỏ với em như thế nào cả, vì anh cũng là bạn thân của Toàn. Anh đã ôm tấm hình này, người con gái này suốt nhiều năm qua rồi đấy. Thì ra là vậy. Vậy anh cũng đã giữ tình cảm này tới 8-9 năm rồi đó sao? Đúng rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Đúng là chờ cho mình cơ hội có được tập đoàn SVM. Cô ta là người thừa kế thì đồng nghĩa với việc sau khi cô ta là vợ mình ấy, thì tập đoàn đó thì cũng là của mình thôi. Toàn ơi là Toàn, mày ấy, đúng là một thằng ngu. Sao mình lại có cảm giác lạ lẫm nhỉ? Xong rồi đây. Đã hơn một tháng rồi đấy, em chưa được ăn cơm anh nấu. Nhớ cơm nhà quá đi mất. Em ăn đi, đấy. Nhiều không? Chẳng lẽ điều trị mắt xong vị giác của mình thay đổi hay sao? Không giống với trước đây. Sao? Em ăn có ngon không? À, dạ, ngon lắm ạ. Thế thì nhá, ăn nhiều vào. Hai, anh nấu nhiều món lắm đấy. Người thật sự yêu thương và hy sinh tất cả thì nhận lại toàn đau khổ. Còn người chẳng làm gì lại có tất cả. Dù sao, đó cũng là sự lựa chọn của cậu ấy rồi. Cậu Hiếu, vào ngồi ăn cùng tôi luôn. Thôi, hai người ăn đi. Tôi mới ăn nên là no rồi. Ăn thôi. Này, ăn đi. Cầm lấy tiền của anh đi. Nhưng cậu... Anh có thể giúp tôi được đến bao giờ? Anh còn mẹ già nằm viện, em nhỏ thì học hành. Anh đừng coi thường tôi như vậy chứ. Hãy cứ để tự tôi đứng trên đôi chân của mình. Chuyện về Dương, cậu có hối hận gì về quyết định của mình không? Không. Đừng bao giờ anh nhắc lại chuyện này nữa. Đó là lựa chọn và quyết định của tôi rồi. Cầm lấy tiền của anh đi. Cố lên, tôi tin cậu sẽ sống tốt. Anh tự làm thật á? Đúng rồi, anh biết em thích cái loại bánh này, cho nên anh đã tự lên mạng mày mò và học và làm cho em đấy. Em ăn thử đi. Vậy thì em không từ chối. Anh Đức, đây là... Anh đã chờ đợi người này để muốn nói với em rất là lâu rồi.
anh đối với em thực sự rất là chân thành. Và anh muốn được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em cả đời này. Em đồng ý lấy anh nhá. Anh chị mua vé số không ạ? Quỷ giời ơi, tránh ra đi. Đàn ông đàn ngang sức giải vai rộng không đi kiếm việc tử tế mà làm ở đấy mà ăn bám xã hội. Đúng là cái loại biết lợi dụng lòng thương xã hội luôn. Lại là anh à? Ừ. Anh cứ mặc kệ tôi đi, tôi tự lo được mà. Cậu đừng nói vậy. Dù sao, tôi với cậu quen nhau một thời gian, chẳng lẽ cậu như thế nào tôi lại không biết sao? Cô ấy sao rồi? Tôi nghe nói là cô ấy sắp kết hôn. Dương rất ổn, cậu đừng lo. Với ai? Với Đức. Vậy sao? Vậy thì càng tốt. Sao vậy? Sao cô lại không ghi tiệp cưới đi? Anh Hiếu này, tôi quyết định như vậy là đúng rồi chứ? Sao bỗng nhiên cô lại hỏi như vậy? Chẳng phải cô đã quyết định rồi sao? Ừ, đúng là tôi quyết định rồi. Nhưng mà tôi cứ có cảm giác là có gì đó không đúng. Nhưng mà tôi cũng không biết là tôi sai ở đâu. Cô vẫn còn nhớ đến Toàn sao? Không. Anh ta là người mà tôi không muốn nhớ đến nhất. Vậy thì cô còn băn khoăn điều gì? Tôi cảm thấy nhớ lúc mà tôi không nhìn thấy. Lúc đó tình cảm rất thật. Và người đàn ông ở bên cạnh chăm sóc tôi cũng có cảm giác rất gần gũi, thân quen. Món này rất ngon. Tôi biết ngay là có người mà. Cô muốn nhìn ai đầu tiên là sao mà tôi đoán được? Là anh đấy. Nhất định anh phải ở trước mặt tôi lúc mà tôi tháo băng mắt đấy. Cô muốn thấy mặt của tôi á? Nhưng quả thực, từ khi mắt tôi nhìn lại được ấy, thì tâm của tôi lại không rõ người đàn ông đó. Chẳng lẽ cô không phân biệt được tình cảm của mình với người phụ tá trước đó, với Đức hiện tại sao? Thôi bỏ đi. Chắc là do tôi nghĩ nhiều quá. Anh Hiếu này, tôi muốn nhờ anh một việc. Cô cứ nói đi. Tôi được trả lương để bảo vệ và làm theo yêu cầu của cô. Anh giúp tôi tìm hiểu xem người đã hiến tặng giác mạc cho tôi là ai. Bác sĩ nói người đó muốn giữ bí mật thông tin. Nhưng mà tôi không thể sống vô ơn như vậy được. Anh giúp tôi tìm hiểu xem người đó là ai nhé. Nhưng chuyện đó... Không thể để anh ta làm hỏng việc của mình thế được. Chuyện này tôi... Sao vậy? Có gì khó khăn à?
Hai người nói chuyện gì mà căng thẳng thế? Anh tới rồi à? Ừ. Sao? Em thấy thì thiệp đẹp không? Hay là anh bảo người ta đổi thiết kế khác nhá? À, thiệp đẹp mà, em rất thích. Vậy thì chúng ta ghi tên vào thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới nữa là xong. Anh ta hẹn ekip ngoài trời cho em rồi. Dạ vâng ạ. Dương này, giờ em lên công ty cùng anh nhá. Thôi, anh lên đi. Em muốn đi dạo, hít thở không khí trong lành một chút trước khi đi chụp ảnh. Cũng được, thế vậy chờ anh ở đây nhá. Anh lên xong anh xuống nhá. Là anh ta? Anh ta không nhận ra mình sao? Chẳng lẽ anh ta... Tôi bị mù, không thấy được đường đâu ạ. Ông trời thật là có mắt. Người ta nói cấm có sai. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Ông trời thật là có mắt. Cô là... Tôi bị mù nên không thấy đường đâu ạ. Người ta nói cấm có sai. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Ông trời thật là có mắt. Cô là... Sao? Mới đó mà anh đã không nhận ra tôi à? Tôi là Dương đây. Sao? Ngày trước anh còn chửi rủa tôi cơ mà. Sao anh quên nhanh thế? Bu ạ! Mù thì sao? Không, ý tôi không phải là vậy đâu. Lúc đó là tôi có lỗi với cô. Tôi xin lỗi. Anh lừa tình cảm của tôi, uy hiếp bố tôi phải đưa tiền cho anh. Rồi lúc tôi bị mù thì anh hạ nhục tôi. Vậy nên những điều anh phải gặp ngày hôm nay ý, là quả báo ông trời dành cho anh đấy. Nghe nói em sắp kết hôn. Sao? Anh cảm thấy khó chịu khi mà tôi được hạnh phúc à? Anh định làm cái gì đấy à? Mày định dở trò gì? Mày có âm mưu hại cô ấy, khinh thường cô ấy. Giờ có định làm gì nữa thằng khốn này? Tao với mày từ nay không còn lại bạn bè gì nữa. Không bạn bè gì nữa? Đúng vậy. Nhưng ai khiến vợ tương lai của tao bị tổn thương đều không phải bạn của tao cả. Cho nên ấy, mày đừng xuất hiện trước mặt Dương nữa. Mày hiểu chưa? Tôi hiểu. Dương, em bị làm sao không? Nó có làm gì em không? Em không sao. Được rồi, đi thôi. Mình đi chụp ảnh cưới nhá, mọi người đang chờ rồi. Mình đi thôi anh. Toàn, cậu sao chứ? Là anh đây à? Là tôi đây. Dương chỉ nói như vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Thật ra Dương vẫn còn thích anh và nhớ anh lắm đấy. Nhưng mà bởi vì anh giấu hết mọi chuyện nên thành ra hiểu lầm như vậy. Không sao, như vậy thì càng tốt. Tại sao anh phải khổ như vậy để làm gì? Rốt cuộc anh làm như vậy để làm gì?
hay chỉ nhận lại toàn đau khổ thôi. Với tôi, tất cả những điều gì khiến cho Dương vui vẻ, vậy là được rồi. Nhưng mà tôi không hiểu, tình yêu là phải vun vén cho nhau, xây dựng cùng nhau, chứ không phải là để mọi chuyện hiểu lầm nghiêm trọng đến như vậy. Tình yêu cũng là một loại tình cảm, mà chỉ cần khiến cho người mình yêu vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày là mình cũng đã vui rồi. Cậu có chắc chắn là Dương sẽ sống ổn không? Cậu suy nghĩ lại đi Toàn. Nếu Dương biết việc bố cô ấy ép tôi thì chắc chắn rằng bố con Dương sẽ bất hòa. Và nếu như Dương biết việc mắt cô ấy sáng được trở lại là vì tôi hiến tặng giác mạc thì chắc chắn một điều rằng cô ấy còn đau khổ hơn nhiều nữa. Anh hiểu chứ? Cùng là bạn bè với nhau, tại sao động chân động tay mạnh như thế chứ? Không sao đâu, chắc là cậu ấy có lý do gì đó nên mới làm như vậy thôi. Nhưng mà dù sao thì tôi thấy người bạn của cậu cũng không đơn giản đâu. Cậu giúp tôi đưa món quà này cho Dương thay cho quà cưới nhá. Ừ được rồi, để tôi dọn đồ giúp cậu. Có chuyện gì vậy? À, em cứ lên nhà nghỉ ngơi trước đi nhá. Anh có chút việc riêng, cần nhờ anh Hiếu bàn với cái chuyện là sính lễ cưới tụi mình ấy mà. Nhá. Ừ. Vậy hai người nói chuyện đi. Em lên nghỉ trước, em thấy hơi mệt. Ừ, em lên nghỉ đi nhá, đợi anh chút. Ôi Hiếu, cậu tính gặp Dương nói chuyện gì à? Ừ. Chuyện gì nhỉ? À, tôi biết rồi. Có phải cái người cạnh Dương mà chăm sóc cho Dương ấy là Toàn, còn tôi chỉ là giả mạo thôi phải không? Nếu như mà cậu đã biết hết rồi thì tôi không cần phải giấu cậu làm gì cả. Tôi không hiểu sao cậu lại đối xử tốt với thằng mù như nó nhỉ. Cậu nói là thằng mù, cậu quên rằng vì sao mà Toàn như vậy sao? Đúng thế, là do nó ấy. Do nó ngu. Này, nó còn nhờ tao đến năn nỉ tao giúp đỡ nó đấy. Cậu nói vậy mà nghe được sao? Tôi không hiểu sao cậu đối xử tốt với nó để làm gì nhỉ? Cậu chơi với nó ấy, chơi mua thằng mù nó ấy, thì có cái đếch gì. Vậy còn mày, mày đã từng là bạn của cậu ấy, vậy tại sao mày phải đánh cậu ấy để làm gì? Nào, đừng có nóng bỏ ra, hơi chật. Nào, muốn đạt được những gì mình muốn ấy thì mình phải hy sinh, vứt đi những thứ mình không cần thiết, và có những mối quan hệ mà nó vô ích ấy thì mình nên giữ lại, để khi nào hữu dụng thì mình cần. Mình cần xong ấy thì mình bỏ, thế thôi. Khốn. Này, tôi nghe nói là mẹ anh đang cần tiền mổ gấp, đúng không? Và tôi đã đóng hết tiền viện phí rồi. Và em trai anh cần tiền học phí để đi học, tôi cũng đóng rồi. Cậu là người đóng tiền giấu tên sao? Đúng vậy. Này, thế cho nên bây giờ là anh đang nợ tôi đấy. Im mồm ấy mà sống. Tao đã cứu mẹ mày thì nghiêm nhiên tao có thể đắm đổ nó bất cứ lúc nào, mày hiểu không? Hả? Tôi bị mù nên không thấy đường đâu ạ. Đó là hậu quả anh ta phải chịu. Chuyện nó không liên quan gì đến mình cả. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy? Dương. Dương, sao em lại khóc thế? Em vẫn buồn vì chuyện vừa rồi à? À, dạ.
Dạ, không có gì đâu ạ. Chỉ tại em xem phim hơi buồn nên là khóc một chút thôi ạ. Vậy sao? Tránh ra, bên đó nguy hiểm. Mình đang làm cái gì vậy? Người yêu của mình là anh Đức. Chồng sắp cưới của mình cũng là anh Đức cơ mà. Cô ta vẫn còn nghĩ đến cậu ấy. Không thể để như thế được. Nếu mà cậu ta cứ xuất hiện trên mặt Dương thì mọi việc đã thay đổi rồi. Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Sao chuyện như thế mà mình không nghĩ ra nhỉ? Đã đến lúc dùng đến cô ta rồi. Alo, chào em. Lâu rồi mình chưa gặp lại nhau nhỉ? Anh Đức cho gọi em. Chắc là có chuyện gì quan trọng đúng không ạ? Sao em biết hay vậy? Em vẫn nhớ mà, em còn mang ơn anh nữa. Đợt đấy may mà có anh đã giúp gia đình em thoát khỏi hoạn nạn đấy. Cảm ơn anh nhiều nhá. Mà em nhớ là em đã bảo với anh là nếu có việc gì thì alo em mà. Vậy thì tốt. Vụ hàng hóa nhà em đợt đó bị người ta lừa đảo là do thằng Toàn xúi con gái chủ tịch công ty FVM làm đấy. Anh nói cái gì cơ? Anh ta muốn trả thù em. Nhưng mà anh ta có quan hệ gì với cô ta chứ? Lúc đó ấy, thực ra cậu ta cũng lừa cả em, lừa cả anh, mà cướp mất người yêu của anh, chính là con gái của chủ tịch công ty FVM đấy. Khốn kiếp. Vậy mà anh ta mắng chửi em chứ. Thế nên ấy, anh mới cần sự giúp đỡ của em. Yên tâm đi, đảm bảo xong việc anh sẽ cho em một cái chức trưởng phòng ở một công ty nước ngoài cực kỳ là lớn. Mà này, tiền lương ấy thì khỏi phải nghĩ, em đứng trên cả triệu người đấy. Thật thế ạ? Đương nhiên, vừa trả thù được cho em, vừa trả thù được cho anh. Vậy thì anh nói đi ạ, anh cần em giúp gì ạ? Cách nào à? Đơn giản lắm. Khử nó cho anh. Nếu mà người ta biết đấy, thì bảo nó bị mù, lang thang ngoài đường. Đơn giản mà đúng không? Được, việc này anh cứ giao cho em. Tốt. Rất quen thuộc. Cảm giác rất quen thuộc. Tôi biết ngay là có người mà. Cô có sao không? Mùi hương quen thuộc này sao giống nhau quá. Đây. Cô gì ơi? Cô có làm sao không? Tôi dù sao cũng chỉ là kẻ phế nhân, có bị làm sao đi chăng nữa thì cũng vậy thôi à. Còn cô sao vào cứu tôi làm gì chứ? Từ sau ấy đừng có liều như vậy nữa. Dù sao thì cũng cảm ơn cô đã cứu tôi. Rõ ràng lúc đó là cảm giác rất quen thuộc.
cứ như chính anh ấy mới là người ở bên cạnh mình lúc trước. Nhưng sao anh ấy lại bị bệnh, lại còn gặp chuyện bị mù nữa. Mình có cảm giác có gì đó không đúng. Chẳng lẽ mình đã bỏ sót điều gì sao? Đúng rồi, anh Hiếu. Sao anh biết là tôi đang muốn gọi anh? Máy sao vậy? Cái này là Toàn nhờ tôi đưa cho cô vào ngày lễ kết hôn của bố. Sao? Anh ta muốn tặng quà tôi? Ngày mai là lễ kết hôn của bố, nhưng tôi chắc là tôi không đến được, nên tôi đưa trước cho cô. Có phải cô muốn biết người hiến rắc mạc cho mình là ai có đúng không? Sao anh biết? Cậu ấy không cho tôi nói với cô, bắt tôi giấu chuyện này. Nhưng ngày hôm nay tôi nhìn thấy cô liều mình cứu cậu ấy, tôi biết tôi nên phải nói rõ cho cô về vấn đề này. Người chăm sóc bên cạnh cô, bác sĩ phụ tá đấy, chính là Toàn. Anh nói gì cơ? Khi cậu ấy gặp cô trên đường, biết cô bị như vậy đã rất đau lòng. Cậu ấy đã lặng lẽ ở bên cạnh cô và tình nguyện hiến giác mạc của mình cho cô. Và thật trùng hợp, giác mạc của cậu ấy lại thích hợp với giác mạc của cô. Sau đó anh ta nhờ Đức đóng vai bác sĩ phụ tá sao? Đúng. Nhưng tại sao? Sao anh ta phải làm như vậy? Chẳng phải là anh ta đã lừa dối tình cảm của tôi hay sao? Chuyện đó, những lời từ chủ tịch và Toàn nói đều những lời nói dối. Chính chủ tịch đã gặp Toàn và uy hiếp cậu ấy, dùng gia đình cậu ấy để đe dọa rời xa cô. Cậu ấy không xứng đáng với cô. Tại sao? Tại sao bây giờ anh mới nói cho tôi biết chuyện này? Tôi cũng định nói với cô, nhưng mà tôi bị cậu Đức dùng gia đình mình để đe dọa. Mẹ tôi đang điều trị trong viện, chính vì vậy. Nhưng mà ngày hôm đấy, tôi đã nhìn thấy cậu Đức móc nối bạn gái cũ để hãm hại Toàn, nên tôi không thể nào chấp nhận được việc này. Đồ độc ác! Tại sao anh ta có thể đối xử với bạn thân của mình như vậy chứ? Bây giờ cô đã là tân chủ tịch của SPM rồi, cô có thể tự quyết định được cuộc đời của mình rồi. Anh giúp tôi đi gom các camera ở các tòa nhà cạnh đó và những ô tô xung quanh, lấy thông tin để tố cáo bạn gái cũ của anh ta về tội cố tình gây tai nạn. Vâng, vậy còn Đức? Anh ta nhất định phải trả giá. Tôi sẽ không để yên cho anh ta đâu. Dạ vâng ạ. Anh hãy nói với giám đốc Kim đi xử lý công ty nhỏ của nhà anh ta. Tôi nhất định phải để cái công ty đó không thể ngóc đầu lên được. Vâng. Dương ơi, anh mua hoa cưới về rồi này. Em thấy ưng ý không? Hoa đẹp luôn. Mau cút ra khỏi tầm mắt của tôi và đừng bao giờ để tôi gặp lại anh. Nếu không ý, tôi không biết là tôi sẽ làm những gì tiếp theo đâu. Ác giả ác báo, bây giờ đã đến lúc cậu phải chịu hậu quả của mình rồi. Về lo cho bố cậu đi. Không biết chừng ông ấy sẽ đau tim lắm vì những chuyện gì sắp diễn ra đấy. Cậu ơi, mới giúp tôi tờ vé số được không ạ? Cô hay cậu muốn mua gì để tôi bán cho ạ? Tôi muốn mua một thứ, anh có bán không? Cô cần kẹo hay là vé số ạ? Tôi muốn mua lại quá khứ.
muốn thay đổi tất cả mọi chuyện, muốn thay đổi tất cả những thứ đã xảy ra. Tôi muốn đánh đổi tất cả mọi thứ để có thể được nhìn thấy anh của ngày xưa. Dương, sao anh ngốc vậy? Sao anh lại ngốc như thế? Ai bắt anh phải làm như thế chứ? Ai bắt anh? Ai bắt anh phải hiến răng mạng cho em? Ai bắt anh phải làm vậy? Anh không sao đâu. Anh quen rồi. Em đừng nghĩ nhiều nữa. Anh là đồ ngốc. Đồ đại ngốc. Em xin lỗi. Xin lỗi anh vì tất cả. Nhất định lần này em sẽ không để anh rời xa em nữa đâu. Anh không thể. Anh mù loà. Anh bệnh tật. Đã thích cậu đến từng khoảnh khắc, từng phút giây, và thích cậu khắp mọi nơi trên quả đất này. Thích đến mỗi cậu trở nên thân thiết. Đôi mắt này là của anh, trái tim này cũng là của anh. Cuộc sống của em chỉ hạnh phúc khi mà ở bên cạnh anh thôi. Đều giãn đơn, chỉ được thích cậu thôi cũng trở thành thói quen từ lâu. Thích cậu nhiều đến mấy. Cuối cùng những người thực sự yêu nhau sẽ được ở bên nhau. Năm mới sắp đến, Tết đoàn viên cũng đã thỏa lòng.